Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đến piston. Piston phanh trước của dòng xe Mitsubishi Pajero. Con này là Pajero ngân hàng Pajero V73V93. Piston phanh trước thì một xe của nó sẽ gồm có 4 quả. 4 quả, hai quả hai bên, bên lái bên phụ. Đấy thì piston phanh trước thì nó đẩy cái này, nó sẽ đẩy trực tiếp vào trong cái, nó ép cái má phanh của chúng ta vào trong cái đĩa phanh để tạo ra ma sát, xe chúng ta có thể dừng lại. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chạy xe trên đường thì con này cũng khá là lâu rồi, thì dẫn đến nó bị hỏng mất cái piston phanh này. Thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Rất nhiều anh em thắc mắc rằng làm sao phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế, thì các bạn nhìn này, hàng xịn chính hãng nó đóng gói là cách mê ly luôn. Đấy, nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về, bỏ đóng gói, các bạn nhìn này, bao bì này, cái giấy này là giấy này, là cái này là chống gì. Đấy, các bạn nhìn chất nó đã khác rồi. Đấy, và trên sản phẩm đó đấy, đây là cách các bạn phân biệt được hàng xịn chính hãng và thay thế. Đấy, anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí, và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.